Rồi hello, xin chào anh em nha. Xin chào anh em trở lại với kênh này Nhật Bãi ha. Rồi, này ra bãi sang được 4 cái bánh xe này nè. 4 bánh này bánh đặc. 100 x 50 ha. 50 xe 360 độ ha. Mới thay dít mấy cái này hôm qua nè, vậy anh em mình thay nhớt vô. 4 bánh nha. Rồi anh em mua thì liên hệ em qua số điện thoại có ghi cái phần tiêu đề nha. Quay hoạt động về mình chỉ xin lại miếng nhớt nè, bốn ốc nền vuông ha, thì mình nhắn vô đó. Rồi 4 bánh thì anh em mua thì cứ liên hệ em qua số điện thoại có ghi phần tiêu đề. Xin kết thúc clip nè.